Quý vị đang tìm nhà cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, quý vị đang tìm nhà gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường Đại học Technica thì đừng bỏ lỡ hai ngôi nhà này. Đây là vị trí nhà, kia là đường ô tô. Đây mọi người ơi. Và với hai căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Diện tích 33 cho tới 34 m², thiết kế và xây dựng ở đây là 5 tầng, ngõ trước nhà 2 m, cách với lại đường ô tô đi lại cực kỳ là gần. Ngõ nông, đường thoáng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trường Đại học Phenica nó chỉ khoảng tầm 800 m thôi. Cách với khoảng tầm 200 m là ra tới khu đô thị Đô Nghĩa. Và tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được ngay, giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Thực tế ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính cường lực quý vị nhé. Hai lớp cửa an toàn thẩm mỹ. Với cái ngôi nhà này thì hoàn thiện xong hết, chỉn chu, vuông vắn, không lỗi bất kỳ phong thủy gì. Với cái vị trí đi lại quá là xuất sắc, quá là tiện lợi. Đây là phần tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách của ngôi nhà. Thiết kế không gian phòng khách chỉn chu, cẩn thận. Ở đây chủ nhà thiết kế là cái vách, ở đây là phần không gian phòng khách giả đá mọi người ạ, nhựa giả đá nano, cái tấm ốp đa thông, toàn bộ ốp phòng khách cho quý vị này. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà tất cả các tầng đều là màu trắng, gạch tát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng. Nói chung với như hiện trạng ngôi nhà này thì quý vị xách vali về và ở được ngay. Sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn lên tới 80% giá trị của ngôi nhà. Đường nông, ngõ thoáng, giao thông đi lại thuận tiện. Về ở được ngay, hai căn duy nhất. Đó, vừa mới hoàn thiện xong thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị luôn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần phòng bếp thiết kế đây. Toàn bộ tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ từng căn. Ở đây có hai căn xây dựng riêng biệt, không có chung tường, chung móng gì quý vị nhé. Toàn bộ là xây riêng biệt hết, sổ đỏ riêng, hai căn riêng, hồ sơ điện nước riêng. Tầng 1 ngoài ra thiết kế cho quý vị phần phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tiếp theo, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 có như thế nào thì Ngọc Ánh quay nói cho quý vị đúng là như thế, đến xem không có cái gì khác biệt cả. Đây là toàn thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc, cổ bậc cầu thang thì ở đây ốp đá granite cho quý vị. Vách ngăn giữa phần cầu thang và phần cửa chính thì thiết kế ở đây, công năng sử dụng ở đây là một vách lam, toàn bộ là vách lam gỗ. Và Ngọc Ánh đã review cụ thể tầng 1 đường hướng giá vị trí cho quý vị rồi, mời quý vị theo Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Hành lang đi lên cầu thang là ở đây có cửa sổ thông thoáng cho quý vị vào trong phía phòng ngủ thì cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Đây là phần phòng vệ sinh, đây là phần phòng ngủ đó. Với mặt tiền của ngôi nhà này, mặt tiền 3m4 cho nên là cũng tương đối là thường, hợp lý. Đấy. Phòng này thì chủ nhà lắp rèm cửa cho quý vị rồi, đầy đủ ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều lắp đặt xong xuôi. Gạch lát nền kích thước gạch 60, tất cả các phòng ngủ đều thiết kế là màu trắng hết đó. Và trong không gian phòng vô cùng là thoáng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, rất là thoáng. Phòng ngủ rất là vuông, dễ dàng kê đồ nội thất, thiết kế hài hòa. Phòng vệ sinh đây, phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ công năng, bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm, quạt hút mùi, gạch thì ốp lên trên tới tận trần, bắt khăn dàn, lavabo đây, bàn đá, nước sạch, điện xong hết rồi. Cửa nhà vệ sinh thì là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ nha. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, có tầng 4 thì nó khác hơn một chút thôi quý vị nhé. Còn đây là phần tầng 3, tương tự như tầng 2, lên trên phía tầng 3 là có hai phòng ngủ rộng, thoáng. Hai phòng ngủ thoáng và rộng cho quý vị. Đấy. Thiết kế đầy đủ công năng sử dụng hợp lý. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa trong tất cả các phòng đều lắp đặt đầy đủ. Quan trọng nhất là anh đã chia sẻ vị trí đi lại, giao thông phù hợp với lại với khách hàng nào rồi.
thì mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà tốt để em có thể tư vấn hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất về mặt tài chính cũng như về cái vị trí nhà, xem nó có phù hợp với cung đường đi làm của mọi người hay không. Đây là phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Đó, phòng nào cũng đầy đủ công năng sử dụng. Đấy, cái màu ốp gạch này khá là nhã nhặn mọi người nha, rất là đẹp. Và mời mọi người theo em lên tầng 4. Tầng 4 nó hơi khác một chút so với tầng 2, tầng 3 đấy mọi người ạ. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà mà anh đã chia sẻ. Tầng 4 nó thiết kế hơi khác một chút. Vẫn có phòng vệ sinh, thiết kế phòng ngủ. Và đây là phòng thờ. Đấy, công năng sử dụng hợp lý, hài hòa, nói chung là tương đối thôi. Còn nếu như mà thiết kế theo kiểu tuyệt đối mà mong muốn của mỗi một hộ gia đình thì quý vị chỉ có thể mua đất tự xây, xây theo cái thiết kế của gia đình mình dựng lên. Còn nhà chủ đầu tư xây thì đa phần là tối ưu công năng, hài hòa về một hộ gia đình sử dụng sao cho hợp lý thôi. Và mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng cuối cùng của ngôi nhà, thiết kế tầng cuối cùng của ngôi nhà. Để toàn bộ là phần sân phơi, một khu vực để máy giặt, một khu vực để sân phơi đây quý vị ơi. Đó, siêu rộng, siêu thoáng, siêu mát luôn. Ở đây cực kỳ là hút gió. Xung quanh dân cư đông đúc, chợ trường phương trạm, tiện ích đầy đủ. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.